Hello, xin chào mọi người. Nay mình chơi trò chơi Super Battle for Goku Divine. À, đây là video thứ hai, cứ thứ ba của mình về trò chơi này các bạn. Thì mình sẽ mở khóa tất cả các nhân vật để mình chiến đấu. Bây giờ mình sẽ chọn nhân vật để mình mở khóa nè. Đây đi Gohan gì nè. Đó, bây giờ mở khóa hết đi. Rồi. Đó. Chạy chạy hết luôn. Hết chạy hết. Ok. Tất cả mở ra. Tuyệt chưa. Mở hết luôn nè, 16 luôn nè, Super Saiyan 16. 17 nè. 18, 19, 20. Vâng. Ngày 9, 20 luôn à. 21 thì chưa có. Rồi, vô. Tới trận thứ mấy nè. Này, 17. Vâng. Sử đẹp. Con này mới được. Sử đóng luôn kìa, dính đòn chết chưa. Trời ơi ghê vậy. Trời khiếp à, mày hay nữa. Chết chưa. Trời ơi. Khủng khiếp chưa. Bắn tè tùa. Dính đòn. Xong đi. Ủa còn con hả. Dữ trời. Đức nè, tiêu rồi. Mày thiêu. Trời ơi, máu trâu. Xong xuôi.